con, nó xôi mấy cái. Bà con, chị đi bà lâu hết chăng, hồi lâu chăng khô không? Bà xôi mấy hồi lâu chăng ấy. Bà con nói, không phải bà cài bông. Con lui kêu nó cứ ra chi hồi xí bỏ tao tu lòng coi bố tông cao chú vòng ba vòng ma mẹ ở cả bó xí à pháo ở cả bó xí à tao ở cả xình ra mùi gó chín là xăm vòng ba ta bó ở cả bó xình ra hò ai ô chín xong xí mô tí chông y nó bó chơi mẹ ở ai ô特别我估计真想爱出下，爱较老早淡薄，因为大家即部队出了，大家即出国做生意了，落去哩无，估计咱该出真老早。对一千名咖啡爱好者的行为和习惯进行了研究，他把被调查者对于常见场景的回答进行了比较。并且把他们的个性和他们对咖啡选择的偏好联系起来，发现被调查的一些人当中主要是I'd like to place a medical delivery order, please. 善于观察、敏感和自信。在更细致的实验结果分析 ，I'd like 15 bottles of Aricept pills, please, for 80. 而且很固执。选择拿铁的人是非常喜欢取悦别人， yes. 这种性格会让人觉得他们有的时候实在太过于热情了。选择喝 cappuccino 的人有很强的控制欲和表现力， 75. 他们对健康显得过度的敏感和认真，而喜欢速溶咖啡的人相对比较好。Do you have the address from the phone number or should I rip? Okay. Great. Great. Thank you.起来呀，吃饭呀，来，起来呀。